Cô Lực xin kính chào quý cô bác và các anh chị em nhá. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Lực. Chào mọi người nha. Đấy thì hôm nay thì hai vợ chồng mình là lên trên ruộng để cấy nhá mọi người ơi. Còn mạ mạ của nhà mình đây để hỏng hết rồi mọi người ạ. Năm nay là hạn hán kinh khủng quá nên là không cái mạ của nhà Cô Lực không cấy được nữa mọi người ạ. Chết hết rồi. Trời ơi. Cũng chưa chết hết nhưng mà còn một tí nữa là hết chết rồi nhỉ. Đấy, thì hôm kia là cô Lực lên trên này là để bừa trên kia mọi người. Bừa năm nay là nhà cô Lực là trồng một một mảnh bé được cái gì ấy. Cái cô cái gai ấy này Thế vợ vào trong đấy làm gì? xem mạ Thời tiết này cứ như kiểu cảm giác là như sắp mưa thôi mọi người ạ, nhưng mà không bao giờ mưa được sao ấy. Mọi người thấy bầu trời đen xì nhưng mà không mưa mọi người ạ. chỉ ước là có một trận mưa to hết cỡ thành lũ chỗ này luôn thì làm được ruộng mà chưa có trận mưa to nào luôn ý mọi người ạ. Ở đây rất là thèm trận mưa to mưa nhỏ quá thì không có Đấy, nước dưới làm này ruộng. còn rất là nhiều ruộng là còn chưa 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 cấy được nhá mọi người. Còn ruộng của nhà nào cấy rồi thì Khô hết bây giờ cũng khô hết rồi. nhỉ. Năm nay hạn hán kinh khủng. Đấy, nhà cô được mới bừa được một cái mảnh nhỏ nhỏ chỗ trên kia đâu. Năm nay à, không làm được nhiều nữa. Năm nay chắc là phải đi ăn xin rồi vợ Ăn đi mua mèn mén về ăn thôi. Mèn mén hình như còn đắt hơn gạo sao. ơi. Thôi năm nay mình à trên nhà ngoại có nhiều ngô mà thôi đi xin một bao ngô về làm mèn mén ăn tạm thôi. Ô, lúc nãy quên đi ủng nhờ. Thế á? Ai cũng đi Thôi dép này. đi dép cấy thì có con vắt không? Sáng nay trồng cái không đi ủng mà. Thôi không đi ủng cũng được. Ô đây này cái sông thì không có nước tí nào bị ấy Đây hết. mọi người thấy không? Kinh khủng không? Cái sông là vẫn như thế đó. Cái sông bây giờ đây là chắc là hôm nọ mưa to một trận thì làm được luôn thì bây giờ lại không không có nước này, nó nứt hết rồi mọi người ạ. Cái kiểu không có mưa như thế này ấy thì ruộng nó sẽ không đẹp đấy mọi người. Không có nước nên là nó sẽ không được đẹp mấy. Cái lưới cày của cô Lực còn vứt ở đây luôn đấy mọi người. Lưới cày đây này. Cái sông nếu mà có nước cái sông là nó xanh lên nhưng mà không có nước nên là cái sông nó kiểu vàng vàng nhỉ. Dưới này thì là một cái con suối đây. Con suối nhỏ nhưng mà bây giờ con suối này cũng khô rồi. Không còn nước giọt nào đi qua nữa. Giờ chỉ là mưa to mới đi qua nước đây. Có tí tí nào nước đâu mọi người. Suối này giờ không phải là suối nữa. Ôi giời ơi, khô cạn nè. Trời đen đen thì kiểu sắp mưa vậy ạ. Không mưa được đâu, mưa to thì càng tốt, mưa to để mà làm ruộng Nhưng mà chứ. làm bây giờ mình là vợ chồng mình đang đang ở tận tít trên trên núi nên là cái mây nó ở gần gần cảm giác như đang ở trên mây. Chỗ này cũng chưa làm Ui, được. con gì nó cứ quay ý ú ấy phân nhớ. Đây là cũng có mấy cô người Mông đang Làm gì đang ấy? làm cỏ ruộng. Là cái sông không có nước nên là bây giờ phải đi nhổ cỏ. Thế em tưởng là họ làm cái gì chứ? Nhổ cỏ mà nhổ từ sáng nay rồi. Trời ơi! Kiểu là cái không có nước sông nhiều cỏ quá. Giờ chỉ cầu mưa to một trận thì mai lại là làm được được mấy thửa dưới này. Ô nhiều nhiều thế đừng nhiều có thế.
Hả? Nhiều cỏ thế, xếp hàng đống ở này. Nhiều. Thì có nhiều cỏ mà. Đây nhá mọi người, đây cũng là ruộng của nhà mình đây. Bừa xong hết rồi. Thì thuở này đi là ruộng của nhà mình nhá. Hôm nọ cô Lực à cùng vợ lên bừa hết rồi. Cày chứ bừa. Cày hết rồi. Bừa làm thành cấy rồi nhỉ? Bừa xong thành cấy rồi. Hôm nọ về bừa à về cày ấy còn có mận để ăn giờ nọ. Hôm nay là không có mận rồi. Trên này là có một rừng mận nhé mọi người. Rừng mận của nhà bác mình. Ôi giời. Ôi giời. Ai làm cái bừa này ấy, anh? Hả? Ai đào cái này? Chồng làm. Thật. Thế mọi này... người thấy không? Máy cày của Lực còn để đây thôi. Còn không có nước để bừa ấy mọi người ạ. Ô nước sắp đầy rồi anh ơi. Hả? Nước sắp đầy rồi. Giờ đầy cái này là xả xuống là chắc là làm được cái ruộng bên dưới này. Thế bây giờ vợ chồng mình là sẽ đi cấy gốc của kia bên kia nhé. Đi từ bên kia sang. Ô, mạ xấu quá nhỉ. Mạ xấu mà. Mạ này còn là mạ còn đẹp hơn chỗ mạ mình ấy. Mạ này là mạ đi xin mọi người ạ. Mạ của nhà mình thì quá tuổi rồi nên là không cấy được nữa. Mạ của nhà mình còn được hơn 75 ngày rồi. 75 ngày mà nếu mà tính ra còn ui. Còn sắp chỗ bông rồi ấy. Tưởng còn ít nhưng mà nhìn cũng nhiều phết. Sáng nay cô Lực với mẹ cô Lực là cấy từ bên kia sang đến đây rồi. Bây giờ còn một góc nhỏ ở đây nữa mọi người ạ. Là giờ mình là cùng vợ mình cấy. Ôi giời. Em có dẫm được lên không ấy? Nhưng mà để dép ở đây luôn. Ôi rồi. Hả? Có ổn không đấy? Ôi rồi. Cái bờ này vừa làm xong hôm qua thôi nhá. Vừa làm xong hôm qua thì ta... Dấm bờ. Úi dù, úi dù, úi dù, dẻo quá. Ôi. Rồi. Ơ, mạ này có không đủ á, phải sang bên kia lấy à? Sang bên, tận bên kia? Ừ. Thế em sang tận bên kia lấy nhá. Bên kia lấy thêm tí mạ nữa. Lấy ở tít đầu kia mới thành. Tít đầu á? Mấy cái chỗ này không thành à? Cái chỗ đấy để vứt rồi, hỏng rồi. Năm nay thì hạn hán quá nên là chắc là cô Lực chỉ cấy cái thủa trên này với lại thủa dưới này thôi. Còn dưới kia chắc không cấy nữa mọi người ạ, vì cũng không có mạ nữa rồi. Hết mạ rồi mọi người ạ. Bây giờ vợ chồng cô Lực cấy cái góc này là cũng ít nhất nó phải mất tầm 1 tiếng mới cấy xong được. May là chiều nay còn mát mẻ nhá, râm rất là râm luôn mọi người ạ. Thời tiết bây giờ rất là râm. Không lấy được à? Lấy tầm mấy cái là đủ rồi. Ừ. Nên đang có 2, 3, 4, 6, 8 cái rồi. Kiểu cái bờ này hôm qua mới đắp xong này. Nên là nó còn rất là dẻo. Đi không cẩn thận là còn ngã.
vợ dấm hết bờ ở trong hồ hết rồi. Chị hỏng này. Ôi giời, mạng này còn sắp hỏng rồi. Cấy tạm thôi. Rồi, đi cấy thôi, cấy từ đầu nào. Đầu kia là đầu này. Thôi đầu to. À, thôi đầu to đi. Thôi trời không nóng thì không cần đội mũ đâu. Vợ không đi ủng, cái quần này có sắn được cận lên không đấy? Vô không sắn được. Không sắn được thì thôi cứ như thế này cấy thôi. Thôi, như thế đó. Ừ. Cấy xong còn về sớm. Ok, bây giờ là cụ Lực là sẽ đặt máy ở đây xong là vợ chồng cụ Lực sẽ cấy nha mọi người. Có thì cấy không? Thì á. Vợ con nó mới cấy giỏi bằng chồng. Thôi, tí hành, tí có khi em cấy giỏi hơn anh nhiều. Lâu lâu không, một năm cấy một lần. Hả? Một năm mà được cấy một lần. Đây có con vắt nhiều lắm đấy. Thế á? Ôi giời, sợ quá đấy. Trời nắng nắng chắc không có đâu. Đùa thôi, không có đâu. Nếu mà có nước ấy thì sẽ làm xong hết rồi sẽ thuê cấy. Nhưng mà không có nước nên là mình làm xong thửa nào thì mình cấy thửa đấy thôi nhỉ. Đúng rồi. Thì có nước đâu mà làm. Mưa không chịu mưa này, cứ sấm chớp xong không mưa. Thế này thì không biết lúc nào mới mưa đây. Vợ bảo cấy xong cái này mất một tiếng không? Ừ. Gốc nhỏ này. Có khi tầm một tiếng. Một tiếng không? Có khi còn hơi một tiếng ấy. Hơi một tiếng không? Cấy bao cây nhá, 3-4 cây vào nhá. Ông cấy nhiều mà. Cái mạng này nó sắp chết. Vậy mình sống muộn quá nên phải cấy nhiều. Ừ. Kiểu ở trên nhà cấy thì hay lấy cái mạng đi nhúng với phân các kiểu ấy. Mùi à? Ừ, thì ở dưới này thì cái kiểu này thì nó không mùi thế nào. Trên vợ cổ hủ. Bây giờ cấy ai còn để phân vào cái gốc nó cho nó thối thối. Thối để phân trâu, phân lợn. Thối quá. Người ta cấy không thế này nó đẹp cái là mình lấy phân về gieo cái xong đặt các kiểu. Mọi người ạ, làm nông là vất vả thế đấy mọi người ạ. Không làm thì không có ăn mọi người ơi. Mà làm thì... Năm nay nhà mình chắc phải đói rồi. Năm nay chắc là phải ăn mềm mến mà chả có mà ăn đấy mọi người ạ. Chắc năm nay không nuôi được vợ là chắc phải bán đi thôi. Phải mang bán đi cho người khác nuôi à? Bán đi mới có tiền ăn cho con chứ. Vợ chắc bán đi chắc được 1 triệu. Còn lâu mới phải 1 triệu chứ, ít nhất phải tầm khoảng 50 triệu. Không, còn đấy năm có khi còn hơn 50 triệu, có khi phải 300 triệu. Hả? Có khi phải 300 triệu. Thế chồng mua vợ từ nhà vợ về có 20 mấy triệu. 20 mấy triệu. Giờ bán lại 50 triệu chắc là không có lãi rồi nhỉ? Bán 50 triệu thì lại được lãi rồi. Nhưng mà bây giờ người ta ít bán vợ lắm. Ôi, đây nhìn. Cái con kiến nó đốt quá. Hả? Con kiến này. Kiến đâu? Thì nó đốt vào, nó chui vào người nó đốt. Ô, cái này cảm giác nó sắp hỏng rồi anh ạ. Mã. Ừ. Cái này của em chắc không thành đâu nhỉ? Ừ. Này. Mạng xấu quá mọi người ạ. Thế này thì không biết có được ăn nữa không. Thế này cái xong không biết là có được ăn không ấy mọi người. Buồn quá năm nay ấy. Năm ngoái á, nếu mà trời mưa to
hai vợ chồng mình lên làm một ngày là hết rồi nhỉ? Đúng rồi, năm ngoái tôi có cả chú Thắng hộ bừa nữa thì một ngày. Thì bừa đúng một ngày là xong hết ruộng mọi người ạ. Vì kiểu mưa ấy, nên là có nước rất là nhiều. Năm nay hạn hán quá, chả có nước. Trời không chịu đủ cơn mưa. Mà đủ cơn mưa thì cũng mưa bé. Mà mưa ở gần nhà thì mưa to, mà lên trên núi này nó không mưa to sao mọi người ạ? Nguồn nước nó không ra được. Anh cấy không giống em nhỉ? Em cấy thưa, anh cấy gần. Thì phải cấy gần tí chứ. Cấy thưa này thì chở xong nhanh à? Vợ cấy điều quá nhá, thưa thì nó... Cấy thưa định chiếm cho nó xong nhanh à? Ừ. Chiếm đất rồi. Cái này nó thành không? Thành. Hôm trước bọn anh xong có lấy cái mạ này về ngâm nước không? Có. Vẫn ngâm nước mà nó vẫn hỏng nhỉ? Hỏng rồi. Nó chỉ vàng một tí thôi. Ừ, nó vàng ấy. Giờ người ở dưới xuôi nhìn thấy mình cấy này chắc là buồn cười lắm ấy nhỉ? Mạ vàng thì vẫn cấy. Người dưới xuôi cấy mạ... Mà có 20 ngày thôi. Mà xanh với lại bé nhỉ? Giống như trên này mình cấy thì mạ nó cao. Trên 40 ngày, 50 ngày. Vừa cấy đã xanh á. Ở dưới đấy á. Đấy. Cái được 10 phút sắp xong rồi. Bạn này xấu quá. Ừ. Thế tầm khoảng 1 tiếng là hết rồi. Ô, quên lấy liềm về để lấy dao lượn rồi. Lấy tay lấy rồi mà. Ở dao lượn ở đâu? Đây kia. Ừ, mẹ bảo thế á. Sáng nay mẹ định lấy nhưng mà cái muộn quá thì không lấy nữa. Thế em lấy tay lấy. Không có liềm lấy. Không có liềm lấy tay lấy được mà. Tay nó bị đen thôi. Khó quá. May còn trời không nắng nên nắng vợ có khi giờ tắt hết mồ hôi. trời như kiểu râm. Trời sáng. Như kiểu sắp mưa nhưng mà không bao giờ mưa được. Sáng nay thì trời nắng đúng không? Sáng nay trời nắng cả sáng. Nắng là nắng to. Ôi dồi anh ơi, em sợ nó cái sông sợ nó không sống nổi thôi, nó vàng quá ấy. Đấy. Sợ nó vàng quá, cái sông nó không sống nổi thôi. Sông sống à? Nó vàng vàng ấy. Để kiểu nhổ được 2 hôm, 3 hôm nó sẽ vàng à? Ừ. Cái sông đã vàng đã sắp thành gạt à? Cái sông đã vàng. Không sao. Thì thấy buồn cười. Em cấy nhanh thế. Hả? Em cấy nhanh hơn em nữa. Cái gì? Anh ơi.
Vợ không biết ngày xưa chồng đi cấy thuê à? Cứ đi. Một ngày có 100.000 thôi đấy. Ngày xưa? Cấy cả ngày mà được 100.000 đấy. Bây giờ nếu mà đi cấy cả ngày thì được 200.000 rồi. Giờ cấy cả ngày một ngày được 300.000 đấy. Trên em thì một ngày vẫn 200.000 thôi. Cảm giác nhanh nhưng mà cảm giác nhanh nhưng mà cái chỗ này đoạn này nó lại to rồi. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại nó vẫn cảm giác vẫn ở chỗ cũ thôi. Mạ này sắp hỏng hết rồi. Mạ này sắp hỏng hết rồi. Mọi người, mạ trong này nó vàng vàng một tí rồi. Căn bản bây giờ mình không lấy cái mạ này cấy, chẳng biết lấy mạ nào cấy nữa. Vì mạ này là mạ thừa thì người ta vừa gieo được 40 ngày thôi mọi người ạ. Còn mạ của nhà cô Lực 70 ngày rồi, không thành nữa rồi, hỏng rồi. Ngày mai là mình đến làm cái thửa dưới này anh. Không, mẹ bảo là nếu mà không có nước thì lại cày lại để trồng ngô luôn. Trồng ngô để ăn mình miếng này. Trồng ngô nếp. Ngô nếp á? Để trồng ngô nếp đi bán á. Hôm nào cho vợ ngồi bán ở chợ. Bán ngô luộc, bán ngô nướng. Mùa đúng đây là mùa đông ấy. Ngô luộc. Xong mình lại xem ship ngô luộc cả toàn quốc. Thôi ơi, chứ toàn quốc 3 ngày mới đến chỗ các bác, các cô, các chị thì nó hỏng hết rồi. Đấy là các cô, các bác ủng hộ. Ôi dồi, mạ có khi cũng chưa đủ đâu anh ơi. Mạ đâu? Nè, đủ rồi, thoải mái. Đủ. Nhìn cái là biết là đủ. Bây giờ cày thêm bậc nữa xong về đây rồi để lấy ra. Thì không có đường ra đấy. Không, mình cày mình cứ cày đến chỗ chân của anh thôi, hai người mới cày từ trên đấy xuống. Ok chưa? Ok. Sau một tiếng đồng hồ thì vợ chồng mình cũng sắp cấy xong rồi mọi người ạ. Còn một góc nhỏ nữa. Có mệt không? Trời ơi, còn chưa đủ. Không thủ một buổi à? Chứ đủ mệt cái mà này cấy chứ đủ mệt cái ruộng này. Phải cấy một. Nói
chung là phải cấy được một buổi cơ. Đều cấy được một, có một tiếng. Một tiếng thì sao? Còn góc nhỏ này là còn 5 phút nữa hết. Không đến 5 phút. 3 4 phút. Thế là đã cấy xong rồi mọi người ạ. Giờ là vợ chồng mình sẽ bắt đầu di chuyển về nhà. Vợ mình hôm nay chỉ được cấy một tiếng thôi, được trải nghiệm một tiếng thôi. Được cấy một tiếng thôi. Thế còn vừa mới đăng. Sáng nay đấy thì cô Lực với mẹ cô Lực là cấy được hơn nửa rồi. Bây giờ buổi chiều này thì vợ mình mới lên cấy được một tí, một góc nhỏ. Đang cấy bom thì hết. Bây giờ muốn cấy cũng chẳng cấy được này mọi người. Bao nhiêu con bây giờ mấy thủa, 2, 3, 4 thủa, 5 sáu thủa dưới này còn chưa làm được á mọi người ạ. Nếu mà nhà cô Lực mà cấy hết ấy thì thu hoạch được trong khoảng 20 bao thì cũng đủ ăn một năm á mọi người. Giờ là phải di chuyển về nhà thôi. Chắc là cô Lực là cũng xin phép là dừng video tại đây. Cô Lực cảm ơn tất cả mọi người đã xem video vợ chồng cô Lực đi cấy nhá. Ok, cô Lực bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá.